Chào anh em nhé, quay trở lại video theo của Đồng Nhất TV nhé. Hôm nay bọn mình đang quá trình á, vào tiến hành là xử lý lại cái bề mặt của lớp sơn này cho nó ok đi, để cũng như là sẽ tiến hành vào công đoạn mà phủ lớp sơn lót thứ hai và tiến hành tới phủ lớp màu candy anh em nhé, đỏ candy. Và hôm nay bọn mình có một vị khách trải nghiệm đặc biệt đấy, anh em nhìn từ xa cho em trong ghế chưa, nghe mình chưa, ông mình đấy, ông mình đang gọi là thử đóng vai chủ tịch trải nghiệm xe. Ôi hơi ngồi anh em ạ. Đấy, ông mình ấy. Anh em thấy ông mình ngầu không? Đừng có. Chết ông không? Ông ngồi trong xe ông thấy thế nào? Ông ngồi trong xe ông thấy thế nào? Ấm. Ấm. Ấy, ông mình bỏ ấm anh em nhá. Ấy. Trời lạnh thì ngồi trong xe mình khá là ấm luôn. Ấm. Hiện tại là thời tiết ở Bắc của mình là đang 6 độ anh em nhá. Ông có lái thử không? Hả? Ông có lái thử không? Đấy. Em thấy mình lái xe đông. Nhưng ông mình trong lái xe cháu, hai thằng cháu vẫn đang ngoài xe. Không, người ta ông phóng mắt này, ông rặn côn hết này. Ông này đang lên kiểm tra quá trình tiến độ làm việc thôi. Có đồng hồ viết cẩn thận nhé. Vâng. Đó là đầy đủ không? Đầy đủ luôn, ông trải nghiệm đi. Này, ông ạ, đây bọn hệ thống ông ạ, đây đèn đóm này. Và đây nhưng mà để thử cháu nó đấu điện này. Không đèn không sao. Đấu điện là cho ông trải nghiệm. Đây vị khách hàng đặc biệt của mình ấy. Ông bấm này này, ông vặn lên phát nó lên điện. Ông vặn đi, vặn đi. Đấy. Ông sai chưa? Xin không? Xin không? Ông thấy gì không? Ông mình ơi. Ông mình tay hơi bị kém em nhé. Đấy, mình đang mài lại nhé. Đang sẵn. Cái này tối nhìn mới đẹp ông ạ. Tối nhìn một đèn nó lên nó mới đẹp luôn. Tối đánh được cả DJ trong đấy không ạ? Được ba ông ạ. Ông ạ, ông mình làm này ngày xưa ông mình là một dân chơi thứ thiệt đấy anh em ạ. Vẫn ngủ với ông mình. Hôm nào còn mấy bộ quần áo này vàng ấy anh em ạ. Ông mình vẫn mặc quần áo vàng sắt quét rồi. Ngay ngáo. Bữa nay là lắp quả kính này lên đó nè. Lắp quả kính này lên là ấm nè. Lắp quả kính này lên nó ngồi. Làm cái phần mấy số kéo kính kín lại đẹp ngay. Ông ơi, mà tôi này trong cái ấm thật đúng không? Ấm luôn anh em ạ. Chưa có kính mà đã ấm rồi, mà có kính thì phải khô rồi. Lắp thêm cái điều hòa không nhỉ? Lắp thêm cái điều hòa 2 chiều nữa mà. Có thể thay đổi được chỉ độ trong xe. Đây rồi mình đang trả đến bao nhiêu ấy? P400 không? Nhắm 400. Bấm P400 em nhé. Đang cố gắng làm hết tốc độ cho anh em kịp đón Tết. Ông mình cũng bảo là hôm nay là lên xem tiến độ của mày làm ăn thế nào, có kịp để Tết tao đi không? Ông của vậy. Chưa Tết ông đi drift ông phải đấy kìa. Ông đang cầm cần số các kiểu kìa, chuẩn bị phóng này. Cẩn thận nhé, bọn mày để ý thấy xe khởi động nhé, bọn mày phải né hai bên nhá. Nguy hiểm đấy. Dạ, đừng chết. Cái quay cho ông trải nghiệm. Mắt này cũng phải mài lại có nữa nhỉ. Bây giờ bọn mình đang xử lý lại lớp này nhé. Cố gắng một tuần bọn sẽ hoàn thiện cái phần hồ sơ này cho anh em xem ở trên kênh Nhất TV anh em ạ. Miền Bắc lúc này khá là rét anh em. Đấy, bắt đầu mình xử lý chỗ này trông nó bị sắt ra này. Trong đấy chỗ kia nó bị hôm qua cháu đổ cà phê ra. Thế là rất ổn, cháu bộ ổn. Ông mình cẩn thận anh em ạ. Thế là bộ là vào xe là cởi dép ra. Bọn mình bỏ là cứ đeo dép vào, ông mình vẫn cố tình vắt dép ra ngoài. Đấy. Giờ lạnh thì phải đeo đàng hoàng anh em ạ. Giờ lạnh mà. Đấy, cái mũ kia bọn mình lấy cho bọn mình đội đeo tạm thôi anh em nhé. Chứ không phải mũ của mình đâu. Để cho nó phong cách trước thôi anh em ạ. Không sao đâu, ông cứ đeo dép vào đi. Bởi làm sao được mà. Ông cứ phải nghĩ nhỉ. Đấy bọn mình đang... Xe của cháu không ạ? Xe của cháu mà ông cứ em sợ gì? Khá ok đấy nhá, ông phải xử lý lại cái đoạn này. Xe của cháu. Xe của công ty đi. Xe của cháu ông cứ như thoải mái vậy con. Ông cứ phải sợ.
Rồi mình đoạn nó bị lỗi nhiều nên mình sẽ xử lý lại nhé. Đấy. Thì cái mục đích lần trước bọn mình sơn lên ấy là cũng để về bọn mình sẽ kiểm tra những lỗi sai nó dễ hơn ấy. Có lớp sơn vào nó sẽ đồng bộ màu á. Thì các bạn nhìn nó nhìn nhận được cái khuyết điểm nó ok hơn. Ừ, mình cần lại kiểm tra xem mũ thế nào kìa. Đấy. Ok. Khá là ok anh em ạ. Đi về đây. Ông về sớm ấy. Ngồi rồi. Ông cẩn thận nhá. Ông thấy thế nào? Ông thấy ổn không? Được rồi. Ông ấy ra đi vào có khó ăn không? Ừ. Đấy, sư phụ của mình. Đi á. Ông ơi chơi đấy, về sớm gì không? Về sớm gì? Chơi đấy. Kìa xem cháu chế xe đó. Kiểm tra. Đấy anh em ạ. Khá là ok đấy, mình sẽ cố gắng hoàn thiện một tuần nữa, ổn đấy nhỉ. Vâng. Đó phải mài lại mấy lần nữa ông. Nó không bè dân thu cho mà làm bấm đâu. Mày dân thu á. Mày giám đốc à. Anh em giáo dân thu luôn. Cho làm để đi. Mình cho làm để đi mà ông. Buồn này ế thì buồn. Cứng mà đâu cứng luôn đi đấy, đang gọi là cố gắng là hoàn thiện nhá. Ha, rét mình rác lúc này anh em nhá, mình đang sử dụng nước lạnh luôn ông ấy. Ừ, mình đang ngắm nghĩa. Mình sẽ làm xong lớp sơn này sẽ tiến hành là độ đèn nhỉ. Ông về đấy. Bỏng phết cái gì? Ta xử lý lại những cái phần mà nó bị lỗi nhỏ nhỏ chứ. Nhưng mà khi phải sơn lên một cái lớp sơn lót nhỏ thì bọn mình mới phát hiện những cái lỗi nhỏ đó để xử lý cho cái bề mặt nó đẹp hơn. Xem nào. Đó, em nhìn góc nghiêng nó như thế này. Không phải vậy. Ông mình về rồi. Ông mình rồi em đi chơi đấy. Là dắt sang bá. Thì nó khá là mất nhiều thời gian để ra sản phẩm chất lượng nhất cho anh em coi. Ô vừa rồi bị quên mất không bật nhạc cho ông xem gì đây. Quên mất anh em. Nó vào vừa phải đánh DJ ván cho ông xem. Bật mấy bài nhạc cổ ấy nhỉ. Đúng chất đi chơi xe nhưng mà nghe nhạc đồng quê đấy. Ông gắt mở đường á chơi. Ông bây giờ quẩy vì nó hao. Anh em nhìn cái tay vừa này nó bấm dính lại giống như chỗ. Dùng hai lớp găng tay nữa. Bên trong là một lớp găng tay phải, bên ngoài lớp bảo vệ găng tay phải cho đỡ ướt ấy. Cao su. Dán băng dính đây. Giờ này nhá, ngoài trời đang nứt hết người anh em ạ. Mình sắp toạc hết. Anh em miền Bắc thì sẽ dỗ nhá. Ngoài trời mưa đó. Anh em miền Bắc thì đầu tóc dày này mấy người ngậm này dựng nứt lên. Bốn da thì khô. Tóc này 4 tháng chưa gội đầu anh em. Sử dụng nước luôn. Khá lạnh đấy. Cái mài thế này phải mất một tuần đấy, không phải đơn giản đâu anh em. Mình sẽ phải xử lý lại một tuần toàn bộ con xe này xong mới bắt đầu phủ lớp sơn chính thức được, chứ không có chuyện mà phủ qua loa được anh em nhé. Còn làm đèn nữa đấy, bọn mình đã thiết kế những gờ như này này thì đến gờ bọn mình làm đèn nó mới vào gờ được, khá là khó khăn đấy. Còn quả lốp nữa, xử lý quả lốp thì bọn mình sẽ làm cả phanh
Brembo cho anh ạ. Chế tạo phanh Brembo luôn nhé, chứ không phải là hàng mua xịn đâu. Một cặp phanh Brembo và mã phanh đĩa đấy, kiểu cho nó. Còn nó còn kính thì chắc đến Tết nữa mình lắp nhá. Cái này chưa lắp, lắp vào lại vỡ tiếp vỡ hồn ấy anh ạ. Thôi nhé, clip hôm nay mình thông báo anh em tí vậy. Là mình đang quá trình chuẩn bị sơn màu đỏ nha. Anh em cứ mình ấy đăng ký kênh để chờ đợi sản phẩm của mình nhá. Cảm ơn em theo dõi video, ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh và like, subscribe nhá. Rất quan nhỉ.